huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum á. Rồi sau khi mình đi hết cái đèo Lò Xo rồi mình xuống huyện này đây. Huyện Đắk Lây. Nằm ở trên đồi. Ở trên đèo Lò Xo nó cũng là huyện Đắk Lây rồi. Ở đây là cái xã gì hay là thị trấn gì đây? Thị trấn Đắk Lây luôn. Nằm sát trên đèo Lò Xo. Đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Lây, huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Ok, mình vừa xuống đèo Lò Xo là gặp đại liền. Đắk Lây cũng mới vừa ăn tái xong hoa cờ hoa rồi cũng đầy đường. Cái G3 vậy đó. G3 này có cái cầu đẹp kia đây. Đó là bên ngã ba đó, chỗ cái bên trái có cái cầu. Thị trấn trung tâm của huyện Đắk Lây mà nó là... hoa nhiều quá ha. Dọc đường ba bên phải ha. Các bạn cờ hoa dọc hai bên đường luôn, cũng chung là khá là bắt mắt, khá là nhộn nhịp sắc xuân. Xuống đèo, qua khỏi đèo xong rồi khu này cũng tên dân cư cũng đông đúc rồi, tính hiện tại lay rồi dự báo hết thị trấn Đắk Lây rồi. Ở đây nè cái vòng xoay này huyện Ngọc Hồi. Quê đây hả quý ạ? Sẵn xuống đây chứ rồi. Đó, chỗ này có cái trung tâm huyện Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi à. Huyện Ngọc Hồi là có cửa khẩu quốc tế Bờ Y á. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì cũng đi qua Lào. Ngọc ở chưa giờ nó mới kêu Ngọc Hồi 3 km nè, chỗ này là như chắc là bắt tàu vô Ngọc Hồi. Dừng. Đó, vô trung tâm của Ngọc Hồi.
đường quốc lộ 14 ở đây ở huyện Ngọc Hồi thì là đường Trần Phú. Vẫn còn chiều gần 5:30 đó là bạn ấy. Rồi chỗ này đây trung tâm đây này có cụ rồng hả, thấy không, có quan tâm không, cụ rồng của Ngọc Hồi mới bên phải. Rồi hồi nãy ngã tư dừng lại cho đưa cái ống kính qua này rồi thấy đường Hùng Vương. Thẳng luôn phải không? Đây. Thị trấn gì đó thì ở đây gọi là thị trấn gì đó. Chuẩn bị đã hết trung tâm của huyện Cà Mau rồi, ra khỏi thị trấn rồi.